Gam Lai à. Tiếp tục là một chiến thắng. Gam Lai Adwork à. Cho Fnatic trước Gami Sport. Yeah, yeah. Rất nỗ lực đến từ Gami. Thắng xong cái lên nhanh quá vậy ta. Mới thắng hôm qua luôn. Lên rồi. Trong số bọn em tôi nhớ lại khoảng thời khoảng giờ này năm ngoái. Giờ này năm ngoái ngoài anh Càng Sang ra, anh thề luôn chắc là 3-4 đứa bọn em cũng không ai nghĩ là mình đang ở đây ngay lúc này. Đúng rồi. Levi đạo lý quá nha. Mấy anh đạo lý thường như được Levi á là người đội trưởng xuất sắc đấy. Tại nay anh Manny mới bay vào, anh Manny đang muốn có mặt ở đây để watch us make history. Là người đội trưởng xuất sắc gì nữa. Just to watch you guys. Yeah. Anh Manny bay từ Hồng Kông bay thẳng ở đây để xem bọn em. Anyway, just want to say super proud of you guys. You've been playing like champions. Yeah. Just go out there, keep your confidence. Today's going to be an amazing day. We're super excited. Everybody back home is cheering for you. Everybody all around the world actually I think is cheering for you. I've never seen this team play with such unity. So keep it up, keep going. Stay confident. Remember that little 2 centimeters. Keep the chest out and be proud. Hồi xưa tôi nhớ tôi động viên xe cũng vậy á, cứ mỗi lần vô họp là tôi ngồi động viên giữ tinh thần rồi các thứ đồ. Anh mà sao tôi nói kéo nghe ta? 23 tháng 10 thì nếu như mình đến được với Paris thì cũng sẽ là một cái dịp rất là tuyệt vời cho anh Randy thì mà sẽ có một cái gì bất ngờ cho em. Sẽ rất là bất ngờ. Birthday present for you guys. Yeah. Cool. Just bring it in. Yeah, let's do it. Tôi cứ động viên tôi nói về tương lai, tôi nói về nghề nghiệp, tôi nói về nhân sinh quan, tôi nói về cuộc sống, tôi nói về gọi là ấp ủ ước mơ, tôi nói nhiều thứ lắm. Đe dọa chứ động viên. Không, tôi nói nhiều thứ lắm em ạ. Động viên không. Mọi người ơi, xin hello. Coi chưa good, chưa good. Hello Game Fam, hiện tại là mình sắp chuẩn bị lên sân khấu bây giờ. Thì là hôm nay là Game và FlyQuest là đứng số 1 ở LCS và đứng số 1 của BCS sẽ đấu cùng nhau Best of One Series. So, hôm nay là anh có cái Gold Medal buff cho mọi người. Anh có dạng thêm sức khỏe làm sao để team sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể. So let's go, let's get ready baby. Không quan trọng những gì được nói ra mà là ai là người nói. Không nói thì có ai. Mọi người ơi, TK đang ở Berlin. Ghê vậy. Trong cái Berlin đi làm vlog. Review luôn à. À ta đang thông à. Ngày hôm nay có cái cơ hội để chạy cùng với mọi người ở đây. Ai cũng đang chạy 42k. TK chưa lần nào chạy 42k. Thì lần này chạy 42k chỗ. Mình cũng chưa chuẩn bị rất là tốt mà thôi. Tất cả mọi thứ ở đây mình sẽ cố gắng hết sức làm sao để mình đại diện cho GAM. We are Vietnam, right? So let's go. We're going inside. Giờ nó tiếng cây lúc nào cũng năng lượng cơ ha. Tôi dẫn team đi đánh chạy cho cái thế giới. Ở lâu nha, vừa đúng kỳ 50 năm hả? Chạy cái này là 50 năm ba cái không nè. Sao chạy luôn? TK! Một chiếc trung hồng ngẫu nhiên. Chị xong rồi. Bà quá đi bộ luôn rồi. Chịu không nổi rồi. Anh lết luôn rồi. Like baby one did it. There we are. Ah, hey. Esports is in the building. Worlds, hey, G2 and GAM. I don't know about you. This is my second one. Second one, wow. Dude. Let's go. Yeah. Let's take a photo. Quay lại một chụp hình right now. Yeah, dude. I'll see you guys soon. This guy's a big. Ah, cái này là CL hả? Thanks so much. CL nice to meet you. Nice to meet you. Sorry. Nice to meet you. Enjoy the rest of you guys' evening, dude. Take care. See you this week. See you tomorrow. I'm super glad that you said what's up. Yeah. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Your name one more time. Isma. 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 But then lần này á là chạy 42 gấp đôi. TK á là đúng là kiểu mà gọi là hình mẫu mà để cho anh em hướng tới gọi là trong tương lai luôn á nè. Là một người lúc nào tôi cảm giác lúc nào cũng gọi là tràn trề năng lượng, mình làm việc lúc nào mà cũng gọi là
nói sao ta, hướng ngoại mà gọi là năng lượng, mà gọi là nhiệt huyết, mà kiểu về đau chọc nữa, ảnh đau chọc nữa cho anh đó chứ anh em nào. Ảnh mà tôi thấy anh em luôn là cỡ ảnh mà gọi là buông ra đi đâu ảnh sống được, với cái tính tình, với cái gọi là cái cách này, với cái sự nhiệt huyết này, với lại cái này là ảnh quăng ảnh đi đâu anh cũng sống được. Sau đó là anh bắt đầu cramping, anh chạy đến nội tiết viện là sao, đau ơi là đau. So anh không muốn bị là pull muscle, so anh cứ đi bộ nhanh nè. Oh my god, anh muốn quit bao nhiêu lần nữa. So nó bay lên sau đó, and then anh khóc tí, but I was so happy to finish. Đừng hướng tới anh. Look, 50 năm, Berlin Marathon 50 năm kỷ niệm. Và anh rất là vui để có mặt ở đây ngày hôm nay. Mình đi chung kết thế giới, đi Berlin, vậy. Mình cũng có cơ hội mình đi tham gia cái Berlin Marathon. Mình thấy cách ảnh làm, mình thấy cách ảnh được. Anh. Ok. Nói chung là mình nhìn được cái cách ảnh là mình thấy ảnh rất là đáng để học hỏi. Bốn mươi hai cây, anh xin phép anh về khách sạn trước. Hi, I see you guys at the hotel. Mọi người ơi, 42K Berlin Marathon 50 năm. À, là lộn với mấy anh đi biết chưa hả? Ui, chạy như cướp vô cũng lộn biết chưa. Làm sao anh? 42K anh chạy được là anh đã xong rồi. Hay lắm anh TK. Em thích anh. Đó là em lấy từ đâu đây em ơi? Ủa sao bờ vậy? Không, hôm nay mình ăn cho chết đi xong lại chống bờ đang bộ 42 km. Bữa qua bún là gì? Bún là bún. Chơi nha. Em kể mà kiểu em muốn đi nói chân như Khoa Búc luôn á. Nói qua gì vậy? Nó thấy những mà đâu nói gì đâu. Wi-Fi cao quá. Cái này là nó quay mờ anh em à. Thằng đó nó bị quay ao nét á. Quỷ nó quen ao nét phải liền. I'm gonna give Cap's dad a little pounder. À, ba con cáp. Rồi, so TK sẽ làm giveaway cho khán giả ở đây à. LCS, Riot Games. À, giveaway nữa. Cái áo Dirty Coins. Hay là ai mà muốn một cái tô bạc. Đó là gột nha. Đây rồi, à chẳng với ai quẹt nào, ôi trời ơi. Ủa, chạy đây thuốc à. À, cam, lai quẹt chứ là phải lên tính luôn à, à cả hai à. À, hai trận đầu thua à. Ủa. Biết đập tiết độ không? Tôi không có đập tiết độ. Nãy giờ tôi không có đập tiết độ. Kiểu dắt ngã. Đứng dậy. Đai nó đai xong rồi cho nó. Iverton nha, Iverton nha. Ok. Mấy đứa nhìn nha. Với em đai tiếp được không? Hai bạn em tiếp được không? Còn anh. Anh vô anh đập cái nha. Nhanh okay. Vô nó xong xong luôn anh em. Ok. Nhìn TV luôn. Hai anh em ơi. Hai anh em. Nói cho nó lìa lên á. Coi dừng Leona vẫn trên nha kìa. Chưa thấy Leona, chưa thấy Leona, chưa thấy Leona. Cái này tác chủ. Em giờ chạy lên trên. Cố gắng quýnh cái lợi tại đó. Giàu quá. Rồi. Tao phải áp lực vào cái trụ một khu vực giữa đó là chỉ có được dùng đến từ Levi nhắm vào người đối phương. Đến lúc này thua rồi, đến lúc này thua rồi. Trở lại và Levi tan biến. Đến lúc này si ông giàu quá. Quá tốt. Viên vi tiêu không thể sự quá tốt từ bên phía quy mô và đến lúc này si ông làm hết. Họ lui được hai người còn lại. Lượng độ của ta là không. Thì làm sao có cửa để có thể mở một pha giao tranh? Quy mô đang tiến lên, anh ta tiếp cận vào người. Trận này tôi lấy quẹt đánh hay thiệt. Trận này tôi lấy quẹt đánh hay. Không thoát được. Và người tiếp theo chúng ta chính là Levi. Mình cũng dở. Bây giờ sẽ hai cái trụ bảo vệ nhà chính và chiến mình cũng dở có một hai duy nhất là cái đỡ đổi đường ngược lại thôi mà nó lại tận dụng hay quá. Và họ đã có được kết quả trước Gamesport. Em nghĩ là trong trận đấu vừa rồi là mình đã vận hành cái macro ổn chưa?
Em đánh giá thì chưa, do một phần thì tụi em cũng bị bất ngờ bởi con Sion của đối thủ. Thì em mong muốn gặp bà nào béo thôi, bà nào béo chắc là lúc đó đang bận. Em thì vẫn đang trước phân tích cái sai của Giao cho nên là còn, đưa lên nếu không được thì muốn gặp Fnatic. Sáu đưa lên chị. Hay nói chuyện quá. Sao anh em ơi? Không có team nào mà không thua ở trong đường đi của chúng ta. Đúng, đúng, đúng. Thế nào cũng phải thua. Đúng vậy. Thua đó các bạn à. Nhưng mà con sao nó trâu quá. Mình bị thiếu đồ á. Anh em cái pha mít á. Anh em xác định mà đánh lay á. Nó mà ép chủ mít đúng không? Cho nó chủ mít luôn. Anh em kéo người anh em farm thêm á. Tại vì thiếu thiếu đồ. Xong mà pha này anh em nai nó xong anh em bắt về đi lên top á. Đúng không? Đúng rồi. Anh em hình dung ra được là nai nó xong là mình không có lực để mình ép nó tiếp rồi là đúng, nó đúng, 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 nếu đúng, mà anh đúng. Sao nó thì bốn người này là lúc mà anh kêu là con sao nó có thể nó chết. Cái là y như tôi nói luôn. Y như bữa hôm tôi nói luôn. Nai xong để anh Easy Love ở lại xong mình kia ra ở trên chết. Cũng đéo làm được gì. À, lúc đó anh em kêu là bốn người ở đây là nó vừa xuống nó chết liền đúng không? Mà nó biến sáng nó chết liền đúng không? Lúc này mình đâu có bốn người đâu. Đúng không? Lúc đó anh nhớ anh giao tiếp với mấy đứa vậy mà anh nói nếu mà ăn sao anh đánh kiểu này nó quá ăn sao anh chết thì sao? Bú luôn chứ. Xong lúc đó mới kêu là nếu mà mình tập trung bốn người ở đây nó xuống là chết liền à. Đúng không? Nghĩ phần lớn là cũng chức tướng của mình nữa. Chức tướng của mình lúc sau gặp con Sean thì nó cũng không có đam nhiều. Xong rồi lúc đầu con Sean nó quá xuống thì những người tướng mình kiểu nó cũng đe xuống mình cũng có sốc đam liền nữa. Đó đừng là anh đau nha. Đó mình sai đúng hai đó thôi. Mình sai đúng hai đó nên nhưng mà mình làm đúng hai đó thì chưa chắc mình đã thua. Đâu có ai go undefeated ở trong cái trạng đường của họ ở trong chung kết thế giới, right? Yeah, okay. That means still 2-1 baby. Yes. It's okay. We have a better record than some of these other superstar teams. Nói từ so từ stay positive ha. And we'll see you tomorrow. Rồi, see you tomorrow anh. Nhưng mà tính ra tụi lao gạch cũng rất là hay nha. Tại vì mình đúng một cái pha đó thôi. Nhưng mà nó tận dụng cái Sinobon mình luôn. Là thằng lao gạch nó đã tập rồi cũng giỏi á. Nó là Tinder E đúng không? Nó Tinder E mà đánh mặt rô giỏi. À vậy hả? Lê Bi xứng đáng nha. Anh chỉ muốn nhắc lại là không có ai ở trong cái chung kết thế giới. Chung kết thế giới mà không thua. Thua là chuyện bình thường. Vì là cái cách mà mình là người giống champion á, mình cách nào mình đoàn kết lại cùng nhau và mình sẽ vươn lên, mình sẽ cùng nhau đi qua cái khó khăn này nhé. Yeah? So, it's chuyện bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều về nó. No. Hôm nay là ngày mới, tập trung vào cái hiện tại, tập trung vào cái đối thủ mình sẽ có ở trong 8 giờ tối hôm nay. Right? So, các bạn đang xem á, ai đang xem 1 giờ sáng ở Việt Nam á, let's go, we need your energy, yeah? So, have fun today. Cái này là cái livestream luôn à. Cái này là cái cơ hội của mình để mình từ mới là gì? Từ mới? Từ em vừa học á. Revenge. Là tướng event. Yeah, right? So, tối nay we revenge, right? Easy like, you ready? Let's go. Revenge, tướng event. Let's go, Captain, let's go. Là tao ơi. Let's go. Yeah. Let's go, yeah. Baby. Let's go, baby. Yeah. À, trận này thì trận này sao ta? Trận này tự nhiên quên rồi. Let's go, boys. It's time. Yeah. Yeah. Let's go. Go. Let's go. Tính ra cái học thi đấu mình nó đã quá ha. Có tiền tươi nọ kiểu đồ. Let's go team. Này có phải là kiếm không ta? Cái này có phải là NPC hay là ekip vậy không nha? Cảm ơn Mỹ nha.
20 mà nhìn như 27, 28. Tại vì anh tập nhiều. Cảm ơn nhiều các bao tỷ. Chúng ta ekip của TK Thơi đúng không nhỉ? Ủa, thằng kia đi nạn à? Thằng kia tỷ thủ mà nó đi nạn à? Thuê $8 hả? What you doing? Sonic, what's up? Thank you. Say what's up to the Gam fam. Look at this, he's got all these signatures all over his jersey here. Yeah. We should get him a better jersey though. I'm open for it. Yeah, I'm open for it. Xin đang chờ của Kimo. Ngầu quá vậy, lên cái nhạc ngầu quá vậy. Trận này thua bằng ngầu nha. Được cái nhạc hùng hồ nha. Và đây là một cặp đấu mà có lẽ là Gam Esports rất muốn có thể giành chiến thắng. Cấp độ 1 mà thôi, phản công giữa Skyny trong tầm trung và Levi tốc biến lên chói, Skyny không nhảy đi. Đó là điểm hạ gục chiến công đầu dành cho Levi. Trận này khá thua quên rồi ta. Cái gì? Cái nấu. Yeah. Là quá. Tốc biến lên combo hụt thế từ Razo và dịch chuyển lên Evo. Gọi mẹ có chúng được không? Cái này kia kia ơi. Gọi mẹ thành công rồi, siêu bom luôn. Đấy. Let's go. Khi mà không kiểu sân dạng. Hút được hai người đến thì Elio nhưng bay vào phía sau đấy giữa. Nhớ rồi. Mizun đã quay trở lại. Trận này Kia xanh không cho Kia Gia chơi. Mà Kia Gia lại đâm đầu đi đánh chung với lại team đứng trước mặt team. Lại rồi Izup không ngã gục được loa phía sau. Không cảm thấy gọng kìm. Thì sao? Mỗi cho team chơi. Nhưng Hú mà nói đã đến. Và đánh thiếu Kia Gia nữa. Rồi. Kia Gia đang cố gắng quẩy. Mày ám là không có. Sao có sao không ám nữa? Nghĩ là bên kia sáu sau đúng không? Ở bên kia bên đông sáu sau là trận nào ta? Sáu sau trận hôm qua hả? Không sao. Không sao, bị lóc sao là mình lại vui. Bị lóc sao mình lại vui đi cây à. Nice try. Anh mũi không vấn. Anh mũi không vấn à. Good start. Bị lóc này hơi buồn nhưng mà bị lóc sao mình vui. Thì anh nghĩ là Fnatic có cái yếu tố nào mà Gam chưa thể khắc chế không? Thật ra mình nghĩ cái này vừa coi rồi mà. Còn đánh thì đây với câu học vấn rồi. Có hậu trường thôi. Một dịp nào đó. Buồn quá vậy. À, tính ra nguyên khung cách thế giới này mình đánh tốt nhất nè. Em mình đánh tốt. Ngoài kỳ vọng, vượt ngoài kỳ vọng. Sầu quá. Kia da sầu quá. Chiếc dây gót này nó thua xong cái là bắt đầu. Nghĩ đi về. Em chơi không? Nghe nếu mà bọn em tiếc á thì bọn em đừng tiếc về game là vừa rồi. Bọn em tiếc là tại vì sao mấy hôm trước mình trên mình không có cười nhiều lên, không có nói chuyện với nhau tích cực lên, mà tự nhiên mình đi buồn xong mình ấy như thế. Và bây giờ mình có một cái không khí từ đánh giải xong rồi nha, mình đang tích cực, mình đang thoải mái á, thì mình sẽ cố giữ cái này đến ngày mai đến lúc đánh luôn. Mình đừng để mọi người hay là bản thân mình bị trầm xuống như thế, là nó lấy lại thì nó lấy lại được, thực ra thì nó lấy lại cái trạng thái được, nhưng mà nó sẽ không được như lúc mà mình vui vẻ từ đầu.
Nghe nói thật con em chứ. Sao chở xe vậy giống trong phim. Trong phim mà xã hội đen mà nó đi bắt cóc này nọ cái thứ quá rồi ta. Kinh tế. Từ cái đầu năm luôn nha. Từ đầu năm là anh nói chuyện với anh nghiệp các thứ, bắt đồ hình các thứ đi. Xong cùng kết quả là có mỗi anh càng sang. Lúc đấy mới là lúc mà anh cảm thấy như là nó thiếu tự tin. Nhưng mà anh ở bọn em lâu quá, bọn em không biết là cậu bị nóc, giảm lại tự tin hơn về bọn em, nên là không có cái điều gì mình phải sợ cả. Không có điều gì mình phải mất tự tin cả. Mình cứ thoải mái mình đánh thôi. Đúng rồi. Cứ thua thì có Levi an ủi thôi. Cái việc mà mình đang có mặt ở đây là thấy mình đang bản lĩnh lắm rồi. Đúng rồi. Chắc chắn là trong số bọn em cứ nhớ lại khoảng giờ này năm ngoái. Giờ này năm ngoái ngoài anh Cảng sang ra, anh thề luôn, chắc là 3-4 đứa bọn em cũng không ai nghĩ là mình đang ở đây ngay lúc này. Không nghĩ tới đó. Có không? Bị bắt lên NT. Chắc là không luôn. Họ may có ông Băng. Mà thậm chí Băng cũng không luôn, tại vì lúc đấy nhiều khi Băng chưa biết vào team nào. Nên là không có ai là nghĩ tới là 10 giờ mình đang đánh chung kết thế giới, mình đang được đi MSI rồi, xong mình được đi chung kết thế giới, mình đang đánh chung kết thế giới. Đúng vậy. Mình đang, nó giống như kiểu là niềm tự hào của khu vực của nó. Nên là mình phải thấy tự hào về bản thân trước. Đúng. Xong rồi lấy điều đấy làm cái tự tin cho mình. Tự tin quan trọng lắm. Trước Cam em khác nói vậy, chứ sau Cam là em khác khịa liền. Sau Cam là em khác hay khịa lắm. Cháu gặp Cường nha.